Trong năm 2020, mặc dù hoạt động xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, song căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được giao, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các phòng chuyên môn, trạm trực thuộc, bám sát kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. Trong năm 2020, mục tiêu và nội dung thực hiện của chương trình, mô hình, dự án khuyến nông phù hợp với nhu cầu và tình hình sản xuất của người nông dân. Kết quả của các dự án đã góp phần giải quyết những khó khăn trong sản xuất của người dân địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả kinh tế cho người nông dân, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó, người nông dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, giúp tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, dần hình thành các vùng sản xuất chăn nuôi tập trung quy mô lớn, mô hình liên kết sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong năm 2020, Trung tâm đã triển khai thực hiện 23 chương trình, dự án, mô hình trình diễn khuyến nông bằng nguồn vốn trung ương của tỉnh. Trong đó, có 17 dự án, mô hình trình diễn về lĩnh vực trồng trọt, diện tích thực hiện 170 ha, 723 hộ tham gia. 5 dự án, mô hình trình diễn về lĩnh vực chăn nuôi, tổng quy mô 16.800 con, 30 hộ tham gia. 1 chương trình trồng cây lâm nghiệp phân tán, thực hiện được 570.000 cây lâm nghiệp các loại, tương đương 570 ha. Ngoài các chương trình dự án kể trên, còn có những dự án, mô hình được triển khai thành công như dự án xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ở một số tỉnh phía Bắc, dự án khuyến nông trung ương, dự án mô hình sản xuất chè xanh an toàn theo Việt Gáp tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2022, dự án sản xuất cây dược liệu ba kích tím, dự án xây dựng mô hình nuôi gà sinh sản với quy mô 1.800 con gà mái tại xóm Làng Nập, xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Bên cạnh đó còn có các mô hình như mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chế biến chè chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, mô hình liên kết ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn, chứng nhận Việt Gáp, mô hình sản xuất bưởi an toàn theo hướng hữu cơ và chứng nhận Việt Gáp, mô hình trồng hoa hồng KIS chất lượng cao, mô hình trồng đậu đỗ hữu cơ. Đồng thời, trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang website Khuyến nông Thái Nguyên, xây dựng và đăng tải 13 văn bản chỉ đạo của cấp trên, khai thác xây dựng được 58 bài, 80 tin, 160 ảnh minh họa, 4 video tuyên truyền về những sự kiện mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, trả lời 11 câu hỏi về những vấn đề thường gặp trong sản xuất. Công tác tổ chức tập huấn được 10 lớp, trong đó có 3 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, tổ chức đào tạo được 7 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Kết quả đạt được chung của công tác khuyến nông năm 2020 đó là thứ nhất, công tác thông tin tuyên truyền thì đã được chú trọng, công tác lãnh đạo chỉ đạo đã được bám sát theo kế hoạch nhiệm vụ, cái mục tiêu nội dung của các chương trình mô hình dự án khuyến nông thì đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái nội dung kế hoạch đặt ra và được đánh giá tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các hộ gia đình và các tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác. Ngoài ra nữa thì cái kết quả chúng tôi nhận thấy là cái đặc biệt năm nay thì giữa Trung tâm Khuyến nông chúng tôi cũng đã có sự phối hợp khá tốt với cả Trung tâm Khuyến nông Dịch vụ các huyện, nên là đã phản ánh được khá đầy đủ các cái hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh, như công tác báo cáo, rồi là công tác là triển khai phối hợp triển khai các cái mô hình dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh từ các nguồn lực, nhiều nguồn lực khác nhau. Nhiều năm trở lại đây, cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đứng trước thực tế hiện nay, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, thì nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã dần chuyển hướng sản xuất sản phẩm chè hữu cơ. Theo đó, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam 11041-2017 với tổng số hộ tham gia là 186 hộ, diện tích 60 ha, tại các địa điểm trên địa bàn 5 xã thị trấn của 4 huyện thành phố, nhằm giúp người dân có một phương thức sản xuất nông nghiệp mới, thân thiện với tự nhiên và môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao thu nhập và hướng tới một nền nông nghiệp sạch. Tham gia mô hình, các hộ dân được đào tạo và cấp chứng nhận cho các hộ tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2017. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ vật tư, phân chuồng ủ mục,
chế phẩm hữu cơ qua lá, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. Theo chính sách hỗ trợ 40% và đối ứng 60%, các hộ dân tham gia mô hình được đánh giá và cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất đang trong quá trình chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041-2-2017 đối với các hộ tham gia mô hình. Chuyển đổi từ sản xuất chè thông thường sang chè hữu cơ thì tuyệt đối chúng tôi, bà con 100% bà con trong xóm là tuân thủ không sử dụng thuốc hóa học, không sử dụng phân hóa học và tất cả những cái nước tưới, nước phun đều là dùng nước giếng khơi hoặc là nước giếng khoan như nước chúng tôi ăn hàng ngày để sử dụng cho cây chè. Một cái nữa là cái mà nó khó khăn nữa gặp đến là con bọ xít muỗi. Cứ vào tầm tà tà mặt trời là con bọ xít muỗi nó từ những cái tán cây rừng nó xuống, nó đốt chè, nó ăn chè. Thì chúng tôi gặp phải những cái trường hợp như thế thì còn cách là nếu những cái lô chè nào mà nó gần cái đồi cây ấy thì chúng ta có thể là hun khói để đuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng nước để đuổi vào những lúc chiều tối như thế là thuận lợi hơn thì mình vẫn thu hoạch được bình thường. Mặc dù là cái chương trình sản xuất theo hướng hữu cơ thì nó cũng có những cái đòi hỏi nó cao hơn tất cả các cái chương trình khác. Thế nhưng mà bà con rất là phấn khởi lắm. Và mong muốn rằng là làm sao cái sản phẩm của chè sông Cầu sẽ đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và trên quốc tế. Không chỉ riêng cây chè sản xuất theo hướng hữu cơ, năm 2020, cây lúa cũng là một trong những mô hình được Trung tâm Khuyến Nông lựa chọn triển khai. Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Quế Lâm Phương Bắc, Tập đoàn Quế Lâm và Ủy ban Nhân dân xã Úc Kỳ triển khai mô hình sản xuất lúa nếp thầu dầu theo hướng hữu cơ với quy mô 44 hectare. 300 hộ tham gia thuộc 9 xóm, xóm Trại, xóm Múc, xóm Tân Lập, xóm Ngoài 1, xóm Ngoài 2, xóm Nam, xóm Đầm 2, xóm Giữa và xóm Soi 2. Cánh đồng lúa nếp thầu dầu được sản xuất theo hướng hữu cơ, nhưng năng suất dự ước tương đương so với hình thức sản xuất thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm của mô hình đã được đặt hàng bao tiêu hết với giá thành cao hơn 20% so với giá bình quân thị trường. Mô hình này thì người dân chúng tôi đã cấy thưa và cấy nhỏ cây, nhỏ rảnh. Thì khi vãi phân thì đúng với chỉ thị của trên. Cái môi trường coi thế là lúa thì sâu bệnh thì phát triển ít. Ngoài các chương trình, mô hình, dự án sản xuất theo hướng hữu cơ và sản xuất hữu cơ, năm 2020, mô hình công nghệ cao trồng dưa lưới được trung tâm thực hiện trong nhà lưới tại xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên với diện tích 500m2. Sử dụng giống dưa lưới Nhật TL3, cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, 97% cây cho quả, bình quân mỗi cây một quả, trọng lượng trung bình từ 1,1 đến 1,8kg một quả. Sản lượng đạt khoảng từ 0,9 đến 1,1 tấn, giá bán từ 50 đến 55.000 đồng một kg. Đồng thời, trung tâm cũng thực hiện mô hình công nghệ cao trồng dưa lê kim hoàng hậu. Mô hình được thực hiện trong nhà lưới tại xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên với diện tích 500m2 nhà lưới. Giống dưa lê kim hoàng hậu có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, khả năng chống chịu với sâu bệnh hại tốt. Cây cho quả, bình quân mỗi cây một quả, trọng lượng trung bình từ 1,1 đến 1,6kg một quả. Sản lượng đạt khoảng 820kg, giá bán từ 50 đến 55.000 đồng một kg. Đối với giống dưa lê kim hoàng hậu có khả năng nhân rộng và trồng được 2 vụ mỗi năm. Các mô hình công nghệ cao này đã và đang cho triển vọng. Đưa dưa lê vào trong việc trồng trong mô hình công nghệ cao, thứ nhất là nó có hiệu quả kinh tế cao. Thứ hai là việc chăm sóc, việc trồng trong nhà lưới thì mình sẽ quản lý được dinh dưỡng và quản lý được khả năng phát triển tạo quả của nó. Và từ đó thì mình có thể dễ dàng xử lý được cái mức độ độ to của quả ấy, và thời gian thu hoạch. Lĩnh vực chăn nuôi cũng được trung tâm triển khai tích cực. Cụ thể như mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand gắn với tiêu thụ sản phẩm với quy mô 60 thỏ cái sinh sản, 12 thỏ đực, hỗ trợ nuôi thỏ lấy thịt 1.500 con. Địa điểm triển khai mô hình tại thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ với 4 hộ tham gia mô hình. Do chăn nuôi thỏ New Zealand đúng quy trình kỹ thuật, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, tiêm phòng vaccine
và sử dụng thuốc phòng một số bệnh chủ yếu, nên đàn thỏ đã đẻ cao hơn so với mục tiêu của mô hình là 1,5 con mỗi lứa, tăng 30,5%. Mô hình cũng đã góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như nâng cao thu nhập người năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo là tiền đề để hình thành các hợp tác xã sản xuất sau này. Các sản phẩm thỏ thịt của mô hình đã có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết. Con thỏ này nếu hiện tại là giá thành là ổn định này. Và nó cái thức ăn của nó thì đôi khi là nó dễ hơn những con khác vì có thể ăn được rau cỏ và ăn được những cái có thể mình trồng được, cả cám cả rau cỏ cũng được. Con thỏ này thì bây giờ là đang có cái chương trình xuất cho Nhật để làm dược phẩm, dược liệu. Bên cạnh đó, thời gian qua, lĩnh vực lâm nghiệp cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Khuyến nông quan tâm và triển khai cụ thể như chương trình trồng cây lâm nghiệp phân tán, thực hiện được 570.000 cây, tương đương 570 hectare, đạt 100% so với kế hoạch, đã tổ chức nghiệm thu và tổng kết chương trình. Tỷ lệ sống đạt trên 90%, hiện tại cây sinh trưởng tốt. Trong cái dự án này thì được hỗ trợ cây giống và được ban nông nghiệp xã rồi mọi thứ là thấy cho cái kỹ thuật rồi mọi thứ là thấy phát triển rất là tốt, phù hợp với lại cái phù nhiêu đất ở đây. Trồng cây phân tán này thì đảm bảo để phủ xanh đất trống đồi chọc. Vì hàng năm thì địa phương cũng có khai thác, có cái diện tích là rừng khai thác. Khai thác đi thì chúng ta lại phải trồng mới lại để đảm bảo cái diện tích rừng phòng hộ của trên địa bàn của xã. Ngoài ra, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông đã có những đóng góp tích cực vào thành công diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp, chủ đề sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ. Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng như các cơ quan chuyên môn đã cùng trao đổi về tình hình sản xuất chè hiện nay. Một số hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất chế biến chè tiêu biểu cũng trao đổi một số khó khăn trong sản xuất chế biến chè an toàn, chè hữu cơ hiện nay. Ngoài ra, trung tâm tổ chức hội thảo với chủ đề sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-2017 gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020, sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ngành và trực tiếp là bà con nông dân là động lực để toàn thể cán bộ, người lao động của Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên phát huy những thành tích đạt được trong thời gian tới, đề ra nhiều giải pháp và định hướng để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 thì chúng tôi xác định mấy cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến người nông dân, đặc biệt là cái nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 và định hướng 2030. Cái nữa là tập trung cùng với các đơn vị trực thuộc sở ngành và các địa phương là xây dựng và triển khai thực hiện cái đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Ngoài ra chúng tôi sẽ bám sát và triển khai cái chương trình khuyến nông chúng tôi giai đoạn 2021-2025. Đối với công tác các nội dung về cái chương trình mô hình dự án khuyến nông trình diễn chuyển giao, chúng tôi sẽ xây dựng bám sát cái kế hoạch và cái điều kiện thực tiễn để làm sao triển khai các mô hình và xây dựng triển khai chuyển giao nó có hiệu quả tốt hơn nữa. Và cái thứ ba nữa là cái hoạt động về dịch vụ tư vấn khuyến nông, chúng tôi tiếp tục nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ tại trạm chuyển giao dịch vụ khuyến nông, trao đổi tư vấn giúp người dân tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất. Và cái cuối cùng là tiếp tục phối hợp chặt chẽ theo quy chế phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã trong năm 2021 là tiếp tục và làm tốt hơn nữa